Xin chào các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Sáng nay mình đi sớm, tình cờ thì người dân cũng tìm thấy được một cháu bé đã mất tích, và mình cả người dân cũng đưa cháu bé đi vào nơi yên nghỉ cuối cùng. Hiện tại trên này mưa rất là to. Đây là nơi đưa cháu bé 1 tuổi được tìm thấy. Bây giờ họ cho họ quan. Vẫn còn là bé tí, chắc thì tầm hơn tuổi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nghe nói là bố mẹ cũng mất hết nhé. Đây còn đứa con. Còn ham nữa. Có chứ, bố Văn Thới à, có bố mẹ cũng chết à, mẹ chết, bốn mẹ con đây à, bố nó ở đâu, bố nó đó à, đây à, để mẹ đi này. Bốn mẹ con rất là thương thì còn bố. À, nếu mà ở nhà nó thì lại không bị. Nếu mà ở nhà nó không sao. Nhà thì ngay chân đồi. À. Chân đồi này sạt lở trước. Bố là không đi. Di ra gần suối thì không ngờ là suối đang bị quét. À, rất là đau thương. Em về à? Về à? Lấy đồ cho anh nhựa về nhà đi à? Lúc còn sống nổi chung nhau mà khác nó nhà thì mà ăn ở chung nhau. À. Nướng chung nhau. Thế nếu mà không đi tránh nạn, không đi chỗ khác thì ở nhà thì lại không sao. Ồ, nó nghe bác ấy, nó không sao đâu. Bảo là ông trưởng thôn về bảo gặp thế này là không ở được đâu. Bác cũng sao đấy. Vâng, lúc đấy không biết đâu được, phải trốn trốn đi chỗ khác. Bảo là sang nhà bác đi, không sao thì ra nhà thôi. Cái bà nó là đi một đứa đằng sau, thêm một đứa đi trước, ngồi trên xe đứa. À, thế đứa này mấy tuổi? Một này à?
Cái này chưa được 2 tuổi rồi, hơn tuổi. À. Chưa đi được đâu mà. À, chưa biết đi. Chưa biết đi đâu, muốn bỏ đi thôi. Chưa được, chắc là được tròn tuổi đó. Nó chưa đi được. Ngoan lắm, ngọt lắm. Ba đứa con, một thằng trai này út thôi mà. À, thế hai đứa con gái? Hai đứa đầu con gái. Chưa cần phải mất, mới lại tuồng nhau lại. Thế là hai đứa con gái với mẹ là tìm thấy rồi. Cái bà thấy rồi, bà thấy, mẹ thấy, hai đứa chị thấy, bây giờ đứa em mới thấy. Bên này hành đến mình đòn mà. Hành đến mình đòn. Đồ, lấy đồ, không có nhà nào mà cái lúc đi tìm xác ấy là tìm thi thể là người ta còn nhà, nhiều nhà nó còn người hôm nay hôm sau ngày mai ngày kia mới thấy. Vâng. Cái nhà này là 5 người thấy một lúc luôn. Ai à, 5 người thấy một lúc. Nó còn một đống luôn mà. À gọi là nó trôi đi tập trung luôn đấy. Trôi tập trung luôn mà. Thế hôm sau là thấy cái đứa con của đứa em gái nó đấy, là thấy cái đứa con của anh trai nữa. À. Hôm trước là 5 người ở một chỗ luôn. À. Cuộn loạn ngàn phấn nó mà ra đến 10 cũng phải hẳn như lần ca đó. Hẳn như tháng 10 tản lắm chá. Cuộn lắm. Có 10 tản lá ta này thì chấm. Do thiên tai mưa lũ các bạn ạ, rất là thương xót. Bị trôi cả làng. Nói chung là cả làng là không còn gì. Chào những phải hoàn đấy. Nó cũng hớt từ làn. Hiện tại ngày hôm nay là lại tìm được một người nhé. Vì hôm qua thì vẫn còn 13 người mất tích, nhưng hôm nay thì đã tìm được một người. Bây giờ họ đang rửa.
cây là chỗ nước rổ tiền mà. Tầm đi hầm tầm đi điêu cỏ. Nghe nói là một trẻ em. Một đứa trẻ con à, đường đi lên trên này rất là dốc. Ở đây là khu ở những người đã chôn ở đây đúng không hả cô? À, nhiều chỗ ở đây có chỗ thì thấy rất là nhiều nhá. Đây khu này còn đây, theo cô ấy nói bảo là nhiều chỗ lắm ấy. Rất là nhiều này, theo các bác các cô ấy đi một chuyến nói chung cũng mệt lắm, từ ở dưới lên trên này tầm một cây số mà đi đường đồi. Mình đi con à. Cuối cùng một quãng đường thật xa, cuối cùng cũng đến nơi yên nghỉ của cháu. Nhưng mà hiện tại thì họ vẫn đang đào, cũng chưa xong. Mình cũng khá là mệt. Đây là nơi tập trung ở khu này. Đường lũ đi đâu nó quét hết trên đấy. Thiên tai lũ lụt. Trong này rất là mệt, quét hết trên đấy, không sống được cái gì sống được. Thì bây giờ họ vẫn đang đào cái huyệt. Mấy anh em nhân quân hôm nào với hội kỵ này, vừa nãy bảo kỵ đây này. Thiên tai. Các anh tất cả cũng đang ở đây là còn những chỗ trên kia đây là các con của anh, đây hai đứa con, đây hai đứa con Thảo. Ui thương quá mọi người, vợ trên này ba đứa con. À mình không đóng mà. Thường sao mà nhìn thấy nó bé thế. Tạo đây đấy. Anh Thời này. Mọi người gọi anh Thời. Anh Thời nữa.
thời là anh trai thiếu. Thời tìm thấy đứa cháu này. Cháu bé vẻ bóng bóng và anh ấy không biết sáng nay tìm thấy này. Thảo là đây chả là cháu này rồi mơ đỏ vậy là chú à hay là bác đỏ mông cho bác thì cháu này bóng cho bác cả nhất để tìm thấy nhân thiên ấy cả ngày mai nó lại đất tổng năm rồi thôi ai thối cơ xạo ông xạ em cảm ơn nhá. Ờ trên này có lẽ đang chuẩn bị trời mưa khá là to. Ở khi video của mình đến đây là kết thúc nhé. Mọi người xem video thì hãy vào đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Bây giờ hiện tại đang mưa to thì mình có khi mình kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.